lô anh em. Tiếp tục giao máy nha anh em, 4708 về đất Nghệ An. B nha. Giao về Sư Nghệ. Này à, máy cũng được ok, này bảo dưỡng tốt tát nguyên vàng đồng rồi. Con này về Nghệ An tiếp nha anh em. Con 708B. Hàng cũng còn liền lắm. Ủa cái cây móc đó ổng cho nó hay gì vậy? Chính. Cái móc kéo đó cho hay gì vậy? Giao về ngang nha anh em, 47SB đầu không. Con này thì cũng còn liền, tốt tát rồi lại. Dọn vàng đồng xong hết rồi lại, mâm nhỏ thay. À, anh em có cần hàng cứ liên hệ em nha, 47 còn 2 chiếc.